Ok, hôm nay mình chuyên tay nhanh cho anh em cái đợt hàng mà outlet outlet từ đeo về, thì anh em có cái nhìn rút gọn nhất, tổng quan nhất về cái sản phẩm này. Thì là cách đóng gói của đeo họ vẫn để nguyên niêm phong như này. Lưu ý là cái hàng outlet từ hãng về rất là xịn sò như này nhé. Đó, nguyên niêm phong, thông tin rõ ràng từ ngoài. Bên này người ta cho mình cái số service tag để mình kiểm tra trên website của hãng này, nó ra được cái xuất xứ là cho Mỹ hoặc là châu Á hoặc khu vực nào đấy, nông nam rồi. Tổng quan bên ngoài niêm phong nhưng bóc ra thì nó sẽ bọc ở trong này. Còn cái anh em quan tâm nhất đấy đó là hình thức máy, tại sao mà nó lại tại thời điểm hiện tại nhá, thì cùng cấu hình thì nó rẻ hơn được hơn chục triệu, thì cái hình thức nó như thế nào để anh em dễ đưa ra quyết định. Bóc ra thì nó nguyên bản như thế này, hình thức thì gần như là máy mới như thế nào thì là nó như thế, nó không có dấu hiệu gì của cái sử dụng chảy xước cả. Và cái bên dưới người ta để rõ cho mình đây lý do được giảm tiền đấy. Còn cái hàng outlet, cái hàng brand new nó khác nhau như nào thì là bên mình có sẵn cái video phân tích chi tiết rồi, anh em có thể tương tác trực tiếp hoặc xem cái video đấy thì để rõ hơn về cái outlet và brand new để mình biết tại sao được giảm mà 30%. Cùng cấu hình này, hiện tại anh em đặt máy mới là khoảng tầm 42 triệu 500, thì con này về tay khách hàng chỉ 29 triệu thôi mà lại được trang bị màn outlet, màn hình nó cao cấp hơn. Khui ra phụ kiện đi kèm nó có cái sạc thôi, người ta cho mình cái cổng kết nối này đó. Cái tổng quan này nó như máy mới. Có sẵn cái Windows bản quyền, người ta cho mình sẵn Windows bản quyền. Cái tổng quan vậy thôi. Thì cái này là mình trên tay nhanh để trả cho khách hàng. Còn chi tiết về sản phẩm này thì anh em xem ở trong cái link ấy. Đó, nó có rất là nhiều thông tin và nói về sản phẩm này rồi. Cái này mình check bảo hành ở trên Dell, trên website của Dell Ura thì được bảo hành đến 2024. Anh em yên tâm tuyệt đối đấy. À, tổng quan chia tay nhanh vậy thôi. Qua đây. XPS 13 9320 mà Core i7 chip P 1260 hay 1280P rồi đấy. RAM là 16GB, ổ cứng 52 SSD. Tổng quan.